học sinh đến với kênh Sử quán TV. Và ngày hôm nay, thầy mời tất cả các em chúng ta cùng đi tìm hiểu lời giải sự kiện nào đánh dấu bước đệ vọt của cách mạng miền Nam sau năm 1954. Các em thân mến, cách đây hơn 60 năm, quân và dân Bến Tre đã làm cuộc đồng khởi long trời lở đất, sau đó lan tỏa ra khắp đồng bằng sông Cửu Long và toàn Nam Bộ. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về sự kiện này nhé. Sau Hiệp định Geneva, Mỹ trắng trợn tuyên bố do không ký nên không bị ràng buộc bởi những điều khoản của Hiệp định này. Chúng âm mưu chia cắt đất nước ta lâu dài, muốn biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự ở Đông Dương. Điều đó đã gây nên làn sóng phản đối dữ dội trong nhân dân ta ở cả hai miền Nam Bắc. Hoảng sợ trước phong trào đấu tranh của quần chúng, Mỹ Diệm đã trắng trợn đàn áp thẳng tay, dùng chính sách phát xít ngăn chặn phong trào cách mạng. Năm 1959, Diệm tuyên bố đặt miền Nam trong tình trạng chiến tranh, ban hành đạo luật đặt người cộng sản ra khỏi phòng pháp luật. Ra luật 1059, lê máy chém khắp miền Nam, công khai chém giết, làm hàng vạn cán bộ, đảng viên, nhân dân bị giết hại, tù đày. Diệm trắng trợn tuyên bố thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thấy cộng sản ở đâu là phải bắn bỏ ngay, thấy ai tuyên truyền cho cộng sản cũng bắn bỏ ngay. Điển hình như cuối năm 1958, chúng đầu độc 6.000 người yêu nước ở nhà tù Phú Lợi, giết hại gần 1.000 người. Vụ việc lan truyền rộng khắp nơi, gây nên làn sóng căm phẫn không chỉ trong nước mà cả thế giới. Nói về sự kiện này, nhà thơ Tô Hữu đã từng viết: chúng tôi chết trong đêm dài tàn khốc, đứt ruột gan, nắm cơm thuốc độc, tím xương da nanh lọc lũ đê hèn, trái tim hồng chết uất máu bầm đen. Trong bối cảnh đó, vào tháng 1 năm 1959, hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng được tiến hành tại Hà Nội. Hội nghị tập trung phân tích đặc điểm tình hình mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của xã hội miền Nam từ sau khi kháng chiến chống Pháp kết thúc. Hội nghị đã chỉ rõ con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Phương hướng lấy sức mạnh của quần chúng dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền của nhân dân. Hội nghị còn dự đoán đế quốc Mỹ là đế quốc hiếu chiến nhất. Cho nên trong những điều kiện nào đó, cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền Nam có khả năng chuyển thành cuộc đấu tranh vũ trang trường kỳ. Nghị quyết 15 có ý nghĩa vô cùng to lớn, đáp ứng yêu cầu bức thiết nhất của cách mạng miền Nam, làm xoay chuyển tình thế, đưa cách mạng tiến lên, đồng thời đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân miền Nam là vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ để giành quyền làm chủ. Ngay sau đó, ta mở đường Trường Sơn, tăng cường chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Nghị quyết 15 đến với cách mạng miền Nam, giữa lúc nhân dân không thể sống như cũ được nữa, đã thổi bùng ngọn lửa đồng khởi. Cơn bão táp cách mạng đã nổ ra ở nhiều vùng rộng lớn của miền Nam, nước ta. Lúc đầu, phong trào nổi dậy từ chỗ lẻ tẻ ở từng địa phương, như cuộc nổi dậy ở Vĩnh Thành, Bình Định, Bắc Ái, Ninh Thuận, Đắk Lây, Kon Tum vào tháng 2 năm 1959, Trà Bồng, Quảng Ngãi vào tháng 8 năm 1959. Nhân dân nổi dậy diệt ác, trừ gian, lập làng kháng chiến, công khai đấu tranh với địch. Sau đó lan ra khắp miền Nam thành cao trào cách mạng, tiêu biểu là cuộc đồng khởi ở Bến Tre. Ngày 17 tháng 1 năm 1960, cuộc đồng khởi nổ ra ở 3 xã điểm Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Thạnh, rồi lan lên ra toàn huyện Mỏ Cày, các huyện Đồng Trung, Ba Chi, Thạnh Phú, Châu Thành và Bình Đại. Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy Bến Tre, mà trực tiếp là nữ tướng Nguyễn Thị Định, hàng vạn nhân dân ào ạt xuống đường, vũ trang giáo mác nổi trong ngõ, truy lùng bọn đề điệp ác ngôn, quét sạch các tổ chức kìm kẹp, giải tán chính quyền địch, các tổ chức tay sai, thành lập ủy ban nhân dân tự quản, thành lập lực lượng vũ trang, tịch thu ruộng đất của địa chủ, cường hào chia cho dân cày nghèo.
ta nhanh chóng giải phóng 150 ấp, bức rút 47 đồn bốt, diệt 300 tên, thu 150 súng cùng nhiều đạn dược. Trước tình hình phong trào ngày càng mở rộng, quân lực Việt Nam Cộng Hòa phản kích lại, huy động lực lượng lớn đánh vào 3 xã điểm, nhưng đã bị quân dân Bến Tre chỉ với vũ khí thô sơ đánh bại. Những hình ảnh đội quân tóc dài, hiên ngang chống lại các cuộc càn quét vô địch đã đi vào huyền thoại. Từ những thắng lợi trên, Sư ủy Nam Bộ đề nghị Trung ương Đảng nâng đấu tranh vũ trang lên ngang đấu tranh chính trị và quyết định phát động đồng khởi trong toàn Nam Bộ, làm lung lay dữ dội bộ máy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 20 tháng 12 năm 1960, tại huyện Tân Biên, trong vùng căn cứ Tây Ninh, đại biểu các giai cấp, các tôn giáo, dân tộc toàn miền Nam đã họp ra quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam thông qua tuyên ngôn chương trình hành động 10 điểm với chủ trương là đánh đổ chế độ thuộc địa trá hình của đế quốc Mỹ và chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, thành lập chính quyền cách mạng dưới hình thức những ủy ban nhân dân tự quản, xây dựng một miền Nam độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới hòa bình, thống nhất nước nhà. Thứ nhất, đánh dấu bước kể quả của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, lực lượng chống Mỹ cứu nước tăng lên nhanh chóng, ủy ban nhân dân tự quản được thành lập ở nhiều nơi. Thứ hai, chứng tỏ chiến tranh đơn phương của Mỹ Diệm dùng chính quyền tay sai đàn áp cách mạng miền Nam đã hoàn toàn thất bại, làm lung lay tận gốc rễ chính quyền Ngô Đình Diệm. Để làm nên cuộc đồng khởi long trời lở đất thắng lợi, Hội nghị 15 đã dành nhiều thời gian bàn về yêu cầu, mục đích nổi dậy, xây dựng lực lượng, phương pháp nổi dậy, khẩu hiệu hành động. Điểm mấu chốt là phải tin và dựa vào lực lượng quần chúng, phát động quần chúng nổi dậy, đồng lòng, đồng loạt, kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang, sử dụng nhiều hình thức nghi binh, nghi trang, kết hợp với cơ sở, nội tuyến, bứt hàng, bứt rút đồn bốt của địch. Thắng lợi của phong trào đồng khởi đã khẳng định đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của Đảng ta, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, là thắng lợi của đức hy sinh, bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, năng lực vận động quần chúng, tổ chức lực lượng của các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bài học kinh nghiệm từ đồng khởi năm xưa là phải biết khơi nguồn và phát huy sức mạnh, tài trí của cán bộ và nhân dân. Bài học về ý đảng, lòng dân hòa hợp, đó là bài học tạo lực và hợp lực để tạo nên sức mạnh, linh hoạt và sáng tạo để chủ động nắm thời cơ, khai thác thời cơ có hiệu quả, thế tiến công và tiến công liên tục để tạo lực mới, thời cơ mới, biết tổ chức khởi động và kết thúc từng cuộc chiến tranh, từng trận đánh. Nghệ thuật chiến tranh nhân dân hiệu quả trong phong trào đồng khởi đã trở thành giá trị tinh thần vô giá của cách mạng Việt Nam.